Chào tất cả các bạn. Nay mình xin hướng dẫn cho các bạn photo sổ khẩu, sổ tạm trú thành cuốn trên máy Zico nhé. Máy mình sử dụng là máy Zico 4000. Các bạn lựa chọn size A4, chọn chế độ phô sách, chọn chế độ full size. Nếu các bạn phô một cuốn thì các bạn để nguyên. Nếu các bạn phô hai cuốn thì các bạn bấm vào số 2. Đây, đầu tiên các bạn để cái mặt photo là các bạn để vào chỗ A5. Sau đó các bạn bấm start. Trang tiếp theo các bạn lật ra và đặt vào vị trí ngay đầu tiên. Các bạn bấm start. Trang tiếp theo các bạn kéo sang vùng A5 này. Rồi, tiếp tục. Đã phô xong, các bạn kết thúc để các bạn bấm dấu thăng. Đây nha các bạn gấp đôi lại. Đây là trang bìa này các bạn. Một nè. Hai, ba. Bốn, năm. Sáu, bảy. Tám. Và trang cuối cùng là những điều cần chú ý. Ý trang bản gốc nha các bạn. Phô nguyên cuốn luôn. Tại vì bây giờ khi nhiều công ty xí nghiệp thì người ta đòi hỏi mình photo phải nguyên cuốn như này nha các bạn. Các bạn chọn A4. Các bạn chọn chế độ photo sách. Các bạn để full size. Rồi các bạn để đây cuốn hộ khẩu, các bạn đặt sát vào bên trong cùng. Rồi các bạn bấm start. Bấm start. Rồi trang tiếp theo mình lật ra. Đó, mình kéo lên trên phần trên đây. Rồi các bạn start. Rồi trang tiếp theo các bạn lật sát vào trong.
Rồi trang tiếp theo. Cái này nó cũng y, nó cũng giống như cái vừa nãy mình đã hướng dẫn cho các bạn. Nhưng có điều nó khổ giấy nó nằm ngang như thế này thì nó khác khác một chút thôi. Khác cách mình đặt lệnh quét thôi. Rồi khi phô xong các bạn kết thúc thì các bạn bấm dấu thăng. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu các bạn thấy bổ ích cho hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm like và subscribe giúp mình nhé.